em. Em làm đây cái là gì của vậy? Em. Chim chê cung, cô đúng thiệt là... Đây là chứng mất trí nhớ do tâm lý. Em muốn ngủ ở đây thôi. Mất trí nhớ giống như một món quà. Nhưng thật đáng tiếc, món quà đó sẽ bị lấy lại rồi. Chúng ta phải tìm 5 tỷ đó chứ. Quả nhiên là còn có một đồng phạm khác. Trước 10 giờ tối hôm nay, anh đem để 5 tỷ đó ở trước cửa nhà em, kỷ niệm 6 năm ngày cưới. Chính tôi đã lấy trộm tiền. Đây là quà kỷ niệm 6 năm ngày cưới, em tặng cho anh đó. Chúc mừng em tìm lại được trí nhớ. Quà anh tặng em đó. Những khoảnh khắc hạnh phúc của hai chúng ta anh cũng đã quên hết rồi sao? Anh phải đem theo quà tặng chứ. Cảm ơn cơ hội cuối cùng mà em dành cho anh. Anh sẽ nhận và xem như đây là tiền an ủi. Tôi nhường chồng của tôi lại cho cô đó. Cô nhận đi. Hai người hãy sống cho thật hạnh phúc. Nhưng có một yêu cầu rất quan trọng. Trước khi hoàn tất thủ tục ly hôn, anh không được đi nước ngoài hoặc đến một nơi mà chúng tôi không thể liên lạc được. Xin chê cung. Nhờ cô tạo cho tôi một chất độc mới, tôi dùng nó để giết chồng tôi. Cách phòng thủ tốt nhất chính là tấn công. Em làm sao vậy? Em đã từng nghĩ đến chuyện đầu độc anh bằng thuốc độc. Không được, không được. Nếu như anh ăn món sườn sốt cà ri đó, em cũng sẽ ngăn anh lại chứ. Tôi xin lỗi. Tôi đã kể hết kế hoạch của chúng ta cho anh ấy biết rồi. Dù sao thì chuyện này cũng đã xảy ra rồi. Chúng ta phải cùng nhau nghĩ cách giải quyết cho ổn thỏa đi anh. Anh đã đặt máy nghe trộm trong nhà Kim Jun Jeon. Hai vợ chồng đó vừa mới hạ độc giết chết cô nàng Jin Sun Mi. Chuyện này là sao chứ? Có người luôn theo dõi chúng ta. Người này đang đóng giả là N31. Đây là gì vậy? Đây là ý tưởng của chồng trẻ của chị sao?